Đoàn kiểm tra về kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022 của thành phố Cần Thơ do ông Nguyễn Thành Đông, thành ủy viên, phó chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đến kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh đồng bằng sông Cửu Long. BIDV Đồng bằng sông Cửu Long thời gian qua thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, qua đó phát huy được quyền làm chủ, tạo động lực để cán bộ, đoàn viên, người lao động hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nổi bật là vốn quy động của chi nhánh trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt hơn 637 tỷ đồng, tương đương 75% kế hoạch năm. Thay mặt đoàn kiểm tra ông Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ đánh giá cao những kết quả mà BIDV Đồng bằng sông Cửu Long đạt được, đồng thời lưu ý chi nhánh tiếp tục phát huy vai trò cấp quỹ, tạo điều kiện để phát huy ban thanh tra nhân dân trà xóa cập nhật các văn bản mới, đa dạng hóa các hình thức triển khai để tổ chức thực hiện tốt hơn nữa việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.